chào 500 anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ dưới mắt chúng tôi để làm một video để review giới thiệu với anh em là 5 mẫu đồng hồ thương hiệu Sunrise đến từ Thụy Sĩ có giá là dưới 3 triệu đồng. Vâng, chỉ dưới 3 triệu đồng là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ đó anh em nhé. Vâng, trong 5 mẫu đồng hồ này thì đều là phiên bản là dây vàng vỏ vàng, đấy, mặt trắng và có một em mặt màu đen. Đấy, anh em xem hết video này để xem là ưng được mẫu nào thì hãy ủng hộ cho chúng tôi anh em nhé. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết từng sản phẩm một anh em nhé. Đến với mẫu đầu tiên, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Sunrise. Đây, logo Sunrise đây anh em này. Đó, được thiết kế rất là đơn giản luôn. Này, mặt là gần như không có cọc số. Cọc số thì in màu trắng, vạch màu trắng này anh em nhé. Mặc vạch màu trắng thì nó nhìn trên cam thì có vẻ là không rõ lắm. Nó có những cái vạch màu trắng. Đó, cọc số 12 giờ là được điểm một mặt trời màu vàng ở cọc số 12 giờ. Đấy, cọc số 6 giờ là gồm có lịch ngày anh em này. Đó, lịch ngày. Đấy, chất liệu là thép 316L. Đấy, mạ PVD màu vàng. Đấy, độ dày của em nó là 7mm. Đấy, dây thép rất là đẹp này. Đấy, dây xích khóa bướm anh em nhé. Đây là khóa bướm này. Đây, khóa bướm này, khóa gập hai bên. Đó, đây mặt sau của em nó này. Đây, ship made này, có chữ ship này, Thụy Sĩ đây anh em nhé. Mã của em nó là 1138SB. Đấy, đằng sau là có cái mã code này. Mã code để anh em cào ra để check hàng chính hãng. Thì size mặt của em này là 40. Và phù hợp với anh em là có cổ tay từ 15, 16, 17, 18 là đeo rất ok anh em nhé. Đeo rất là đẹp luôn. Bây giờ tôi sẽ đeo lên tay thử cho ướm cho anh em xem này. Đây anh em này. Đấy, cổ tay của tôi là 18. Đấy, cổ tay tôi 18 này. Đeo em này nó hơi nhỏ đấy. Đấy, với anh em là có cổ tay từ 15 cho đến 17 đeo rất là đẹp luôn, rất là dễ đeo. Đây, phù hợp với anh em là đeo văn phòng này hoặc là học sinh sinh viên đeo mẫu này rất là tuyệt vời, không phải nghĩ luôn, rất là tuyệt vời. Giá thì chắc chắn rồi, rất thật rẻ, anh em khi mua online thì sẽ được sale 20%. Đây, em nó có giá là 2.590.000 thì anh em mua online đây, tôi sẽ tính cho anh em xem này. 2.590 này nhân với 80%, còn có 2.072.000 thôi anh em nhé. Vâng, anh em mua online thì giảm giá 20%. Đấy, kính sapphire. Đấy, kính sapphire này, độ chịu nước là 3 ATM, anh em đi mưa rửa tay tắm thoải mái được. Đấy, trừ khi không nên đi bơi anh em nhé. Rất hạt rẻ và mẫu này rất là trẻ trung. Vâng, mẫu này phải nói là rất là trẻ trung luôn, anh em thanh niên đeo mẫu này rất là tuyệt vời. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Sunrise được thiết kế rất là hay luôn, lạ mắt. Gồm là có lịch thứ là ở cọc số 3 giờ truyền thống này. Đấy, lịch ngày thì ở cọc số 4 đến 5 giờ. Đấy, rất là lạ mắt luôn. Và được điểm đá ở cọc số 12 giờ. Đấy, vạch số, kim, bút chì, gồm có dạ quang sáng vào ban đêm anh em nhé. Có dạ quang sáng vào ban đêm. Đấy, phù hợp là cho các bác nào ví dụ là tầm trung tuổi hoặc là thanh niên đến trung tuổi đeo mẫu này rất là đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Đấy, khóa bướm này, mặt sau đây. Đấy, tôi sẽ đeo lên tay thử cho anh em này. Đó, đây, rất là đẹp đúng không ạ, cực kỳ đẹp luôn, rất vừa tay luôn. Đấy, size mặt là 40, anh em nào có cổ tay khoảng tầm 15, 16 là đeo 15, 16, 17 đeo rất đẹp nhé, rất đẹp nhé anh em nhé. Chất liệu cũng vậy thôi, đều thép 316L, thép 316L, mặt kính sapphire, độ chịu nước 3 ATM. Ok, sang đến mẫu đồng hồ thứ 3 trong buổi review hôm nay. Thì đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là yêu luôn. Đấy, cũng rất là hay luôn. Đấy, mặt kính là sapphire này, chất liệu là thép 316L, mạ PVD màu vàng. Đấy, gồm có lịch ngày. Đấy, lịch ngày là cọc số này 7 và 8 giờ. Đấy, được có ở tại cái hình bán nguyệt này. Đấy, rất là nổi bật luôn. Ở trên mặt số là gồm có một cái mũi tên màu đỏ.
để chỉ vào cái ngày chính. Đấy, ví dụ là ngày đây tôi vặn cho anh em xem nhé, thì là nó sẽ di chuyển. Đây anh em này, đó, nó sẽ di chuyển đấy, cực kỳ đẹp luôn, mà anh em nhìn thấy được nó di chuyển luôn, rất hay luôn anh em nhé. Đấy, size mặt của em nó cũng là 40, size mặt 40, độ dày của em nó là 7-8 mm thôi, rất là mỏng. Rồi tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem này. Đây anh em này, cực kỳ ok, anh em nào có cổ tay khoảng tầm 15-17 đeo rất ok nhá, cực kỳ đẹp luôn đó, dễ đeo, dễ đẹp. Anh em này thanh niên, ví dụ dành cho những anh em nào thanh niên đeo mẫu này rất tuyệt vời. Mặt màu đen này, nó sang. Giá của em nó đây là 2.450.000, được sale 20% này, 2.450 này, nhân với 80%, còn 1.960.000 thôi anh em ạ. Anh em mà mua online chúng tôi sẽ fair ship cho anh em luôn, fair ship luôn nha anh em nhé, nhân yên tâm luôn. Mua online thì được fair ship luôn, không phải nghĩ rồi. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ thứ tư, cũng được thiết kế rất là hay luôn. Đấy, gồm là có bộ kim là bút chì này. Đấy, bộ kim bút chì, điểm dạ quang. Đấy, điểm dạ quang buổi đêm và ban đêm là rất là sáng luôn anh em nhé, cọc số rất là nổi luôn, rõ nét. Đấy, mặt số là gồm có thiết kế là lịch ô lịch, cũng lịch cười là ở cọc số 3 giờ. Cũng có một mũi tên đây. Đây anh em này, đó. Cái mũi tên đấy chỉ vào ngày bao nhiêu thì đó là ngày đấy anh em nhé. Ví dụ là 12, 13 này. Đấy, ok. Đấy, rất ok luôn. Quá đẹp đúng không ạ? Giá của em nó đây, giá của em nó là 2.290.000. Vâng, chỉ có 2.290.000 anh em nhé. 2.290 này, nhân với 80% này. Giá của em nó còn có 1.783.000 thôi anh em ạ. Đây, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem. Giảm giá 20% chỉ còn có 1.783.000 thôi anh em nhé. Quá rẻ cho một mẫu đồng hồ đẹp này. Đây, cực kỳ đẹp, sang chảnh luôn. Đấy, anh em nào thích màu vàng, muốn nổi trội một chút thì đeo màu vàng này thì quá tuyệt vời. Mặt màu trắng rất là sáng sủa luôn. Này, ok, rất là đẹp luôn. Sang xịn mịn anh em ạ. Ngon bổ rẻ, sang xịn mịn, không phải nghĩ điều gì cả. Quá ok rồi. Chất liệu nó đều vậy thôi, đều là thép 316L. Kính sapphire, chống xước, anh em đeo thì thoải mái luôn, quăng quật. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay. Mẫu đồng hồ này thì anh em nhìn này, mặt số rất được thiết kế cũng rất là hay luôn. Đấy, gồm nó có hai bậc anh em nhé. Ví dụ bậc thứ nhất là cái bậc trên này của cọc số, bậc thứ dưới nó lõm hơn bên dưới đây này. Đấy anh em nhìn thấy không? Nó có một cái bậc dưới này, lõm hơn bên dưới, thì cái dạng thiết kế 3D đấy. Đấy, rất là lạ mắt luôn. Đấy, cọc số 3 này, 6 này, 9 này, 10, 12 giờ đều là được điểm đá này. Đấy, ô lịch là cọc số 6 giờ. Rất tuyệt vời, đẹp luôn anh em ạ. Rất mỏng, size mặt 40, phù hợp với anh em có cổ tay khoảng từ 15 cho đến 17, 18. Đeo rất được, đeo rất đẹp luôn. Đây anh em này, tôi gửi lên tay cho anh em xem nhé. Đây anh em ơi, quá đẹp đúng không ạ? Rất là dễ đeo luôn. Này, rất mỏng luôn anh em ạ. Độ dày của em nó chỉ khoảng tầm 7 mm thôi, rất 7 mm thôi. Rất là mỏng luôn. Anh em nào mà thích cái đồng hồ mà nó mỏng, mỏng manh nhẹ nhàng ấy thì đeo mẫu này rất là ok luôn này. Đó, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Chê điểm gì ạ? Chả chê điểm gì ở đây ạ. Rất là đẹp. Đây, giá của em nó là 2.690.000, 2.690 này nhân với 80%. Giá của đây em nó còn có 2.152.000 thôi. Vâng, chỉ có 2.152.000, quá rẻ đúng không ạ? Các anh em mua online thì sẽ được ship miễn phí luôn anh em nhé, ship miễn phí luôn. Anh em nào ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng để mua, còn nếu anh em ở xa các tỉnh xa thì đặt hàng qua số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình hoặc là comment dưới video này để chúng tôi gửi sản phẩm cho anh em. Ok, thì trên 5 mẫu đồng hồ này anh em kết mẫu nào nhất
thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp chúng tôi để đặt hàng anh em nhé. Vì đây có một số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó. Còn 5 mẫu này thì mẫu nào cũng đeo rất là ok luôn đấy, tùy con mắt anh em lựa chọn thôi. Còn chúng tôi là người bán hàng thì chúng tôi thấy mẫu nào nó cũng có cái hay của nó, mẫu nào cũng có cái đẹp của nó, mỗi mẫu này nó đều thiết kế đều có lý do của nó cả anh em ạ. Ok, sản phẩm thì hiện tại đang có bán tại hệ thống đồng hồ giờ quát của chúng tôi đây đấy, có địa chỉ đây đấy, số hotline đây và website đây. À vâng, anh em mua thì nhớ đặt hàng nhé. Ngoài đi kèm với sản phẩm thì bao giờ có một chiếc thẻ bảo hành đấy, thẻ bảo hành quốc tế luôn chính hãng đấy, thì chúng tôi bảo hành cho anh em là 2 năm đấy, được thay pin miễn phí 2 năm này đấy, thay pin miễn phí 2 năm rồi, cũng như là máy móc các thứ có vấn đề chúng tôi sẽ một đổi một cho anh em đấy. Có vấn đề gì đấy, những lỗi nào do nhà sản xuất nhé, thì chúng tôi sẽ một đổi một cho anh em luôn. Đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp đây, hộp chính hãng anh em này đấy, hộp này rất sang xịn mịn, rất là đẹp luôn đấy, logo nổi luôn ở trên này đó, một chiếc hộp chính hãng anh em nhé. Ngoài ra thì có một túi giấy cũng chính hãng luôn đấy. Thế anh em ở tỉnh xa thì thường chúng tôi không gửi cái túi này đi, bởi vì là nó hơi cồng kềnh đấy, thường là đựng vào cái hồ bìa cắt tông, cho nên là đựng vào cả cái này nữa thì nó rất là cồng kềnh mà nó nặng hơn, để mất nhiều chi phí là cũng không cần thiết, cho nên chúng tôi ít khi gửi cả cái túi này cho anh em lắm. Vâng, thì anh em thấy 5 mẫu này ưng mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu ngay em nó anh em nhé. Anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát chúng tôi, cũng như là xem những video mới nhất của chúng tôi review sản phẩm anh em nhé. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc video này tại đây. Vâng, kính chúc anh em năm 2022 này sức khỏe, thành công, vạn sự như ý. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.